xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái lệnh nó có tên gọi là add division. À, với cái lệnh này thì nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ thêm các cái đường lưới vào trong cái đối tượng của chúng ta. À, thì à, giả sử như bây giờ chúng ta sẽ muốn vẽ một cái cục đá chẳng hạn, à, thì à, chúng ta sẽ có rất nhiều cách làm nhưng ví dụ như đây cũng là một cái cách mà nó cũng sẽ khá là dễ. Chúng ta có thể sử dụng à, trước hết một cái lệnh có tên gọi là create polygon và chúng ta sẽ vẽ ra một cái mặt phẳng, chúng ta sẽ À, nhìn thấy ở đây sau khi mà vẽ xong thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy các đối tượng nó sẽ bị đen thì chúng ta có thể chuyển sang cái chế độ To Slide Lighting để nó sẽ có cái phần đối tượng của chúng ta à, chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh ít chút để đầy khối à, kết hợp thêm một chút Scale để chúng ta cũng có thể là thu nhỏ cái phần bài của mình lại à, thậm chí kết hợp thêm một chút cái lệnh Multi Cut để chúng ta cũng có thể là sẽ điều tiết thêm cái phần hình của chúng ta. À, và với một số cái thao tác đơn giản như vậy thì rất nhanh chóng chúng ta có thể tạo được một cái khối núi cơ bản. À, với cái khối núi này thì à, à, bình thường nếu như mà chúng ta sử dụng lệnh Smooth. À, ví dụ như là chúng ta sẽ ấn số 3 trên bàn phím thì nó gần như nó sẽ bị biến dạng hoàn toàn do cái số lượng lưới của chúng ta là không có. Hoặc là chúng ta thử ấn cái lệnh Smooth ở đây. Thì nó sẽ không giải quyết được câu chuyện gì cả. Thế thì với những cái trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ cần phải bổ sung thêm cái số lưới để nó sẽ giữ lại cái tính chất hình của chúng ta. Thì lúc này chúng ta sẽ nhớ đến cái lệnh nó có tên gọi là Add Division. À, chúng ta sẽ nhắc lại là chúng ta sẽ vào cái phần Edit Map thì ngay trên cùng nó sẽ có cái lệnh này. Hoặc là chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên bảng Modeling Toolkit nó đã được tích hợp sẵn và chúng ta sẽ cần ấn vào nó khi mà ấn vào thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ tự chia cái phần hình của chúng ta thành các cái đường lưới và lúc này thì chúng ta cũng có thể dễ dàng thêm được cái đường lưới ở đây cho cái bài của mình à, sau đấy thì chúng ta à, cũng có thể thực hiện thêm các cái lệnh khác ví dụ như lúc này mình sẽ thử smooth vì nó đã có định hình sẵn cái đường lưới từ phía trước rồi nên là cái việc mà chúng ta lúc này mới sử dụng smooth thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái cấu trúc của hình nữa đấy và sau này thì nó cũng sẽ tùy công việc chúng ta cũng có thể là À, sẽ chuyển sang cái chế độ scope chẳng hạn. Đây là chúng ta sẽ tiếp tục điều khiển và chỉnh sửa cái phần bài của mình. Nó thì với cái scope này thì nó cũng đã có một cái bài rất là chi tiết để chúng ta học rồi. Ở đây thì tôi sẽ thử thêm để chúng ta sẽ thấy được ví dụ như đây thì à, chúng ta đang có cái phần smooth để chúng ta sẽ à, gần như là sửa một số cái lỗi ở cái phần này. Đó các bạn sẽ thấy là chúng ta cũng sẽ rất nhanh chóng hoặc là mình sẽ sử dụng cái lệnh này để mình À, tiếp tục mình phát triển cái hình của mình lên Đấy và à, Chúng ta sẽ rất nhanh chóng Nặn được một thành cái cục đá Theo cái mong muốn của chúng ta à, Tôi xin nhắc lại Cái lệnh Addivision nó chỉ có tác dụng Trong trường hợp mà chúng ta muốn giữ lại Cái cấu trúc của hình ảnh thôi Còn ngoài ra thì sau này khi mà chúng ta à, Cũng làm thêm một số Cái công việc nữa Thì à, sẽ có những cái ứng dụng ví dụ cụ thể à, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong những video tiếp theo